Hello em, cảnh giữa trời. Đâu vậy, hay đi đâu vậy? Em đây bán khoai lang nè nha, sai bút Quỳnh Trang luôn. Lẹ dữ hả? Đang chỉnh clip, em chỉnh miệng lên khoai lang nha. Cho gửi hộp. Hello em. Qua bên em nha Quỳnh Trang nha. Anh tặng cho em nha. Vâng. Em tên gì á? Quỳnh Quỳnh. Quỳnh Quỳnh. Facebook Quỳnh Quỳnh. Ủa chưa nói xong mà. Em đi đâu vậy? Hai đứa đâu vậy? Đi bán hoa lan. Đi tìm hy vọng. Hy vọng hả? Hoa hồng héo rồi. Nghe hoa lan nè mấy chị. Đâu hoa lan đâu? Thôi coi coi coi. Không coi thử cái clip coi. Không, tao xóa làm chó liền. Coi thử cái bán cái gì. Được, coi ốp. Đâu, coi coi mở coi coi. Đây giới thiệu quảng cáo luôn nè. Thôi tao, thôi vui 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 vui. Giờ đi em chuẩn bị quá. Mày về đắp nạ. Trời ơi, nóng quá nhà khổ. Về đắp nạ nó mát. Nó mịn mà anh phấn cho nó ăn. Đâu coi coi, mượn coi. Ôi. Con này. Ờ, con này thì đứa này. Vậy mày đi xuống đi hay chồng tao lên đi. Coi giỡn chứ hư với em nhảy chân. Em sợ lắm, cái điềm liền à. Thôi. Tao mà xó là con chó. Tao nói vậy. Ủa xó thì mày vô mày mày ấy lại được mà. Em quay clip em cực khổ, em mệt lắm. Tao xó là con mày có điên không? Được mà mày điên hả? Ôi coi tầm bậy tầm ngại cái loại. À vậy là điện thoại có mấy cái app hẹn hò. Ôi trời bé cưng ghê. Em có gia đình chưa? Chưa. Chưa. Không. À. Chưa có dễ dàng. Cảm thấy của em là dễ. Đi đi ra chơi. Dễ gì? Đi đi anh chơi. Ê, lên đèn bán. Ghê rồi, ghê lại. Ghê được, lên em. Ghê vậy. Ở xe nó cũng bị nút ghê nữa nha. Đua. Thôi, ghê. Sao vậy? Hai giờ chậm này gì vậy? Đủ 8 phút, con này ngu ngơ. Hả, anh nói. Bị giúp điện thoại. Tao là cướp đây. Anh cướp em mà. Đúng. Chờ 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 qua chứ. Thì tôi chạy sao đi, chạy sao chạy sao. Ok, đẹp quá vậy. Cảm ơn anh ạ. Mà ai chị ai em? Gì? Gì lớn hơn 10 tuổi. Là chị chạy một cái vòng trò kìa. Chị chạy một cái vòng trong đó ý em. Đâu có điên, tôi đâu có điên. Đẹp quá, con bé trước đẹp hơn bé sau nhìn nó dơ dơ. Giống như hồi xưa nói em ngược lại quá. Nóng quá, nóng. Rồi bây giờ chắc bốn mấy độ quá ha. Đâu trong người mà chắc cũng 80 rồi. Hai chị em đâu à? Chị mới giọng mà. Giọng này, giọng mặt em. Ok rồi. Từ từ, từ từ. Sao chị biết? Đủ chưa? Chưa đủ gì? Đủ chưa? Từ từ để anh ve lại. Để anh đi số ve. Ok. Ta hả? Đúng rồi. Đủ chưa? Ôi ơi, cái này ok đấy. Chạy đi chạy đi. Đủ chưa? Đủ gì? Máy nữa. Máy là gì? Bà nội á. Mai xong lưng ghé nha. Rồi nói chi sớm. Về đắp bằng nại chắc. Thôi dừng luôn, đếm gì đó mặt hẹ nè. Để chở nó về Quỳnh. Đắp mặt nạ ăn chi. Ngày nào mày cũng mày ngày nào mày cũng đeo mặt nạ rồi. Công chuyện mà
Bích Phượng. Mà Bích Phượng có bài hát đây khó thôi Phượng mẹ ơi, Bích Phượng mẹ ơi. Bích Phượng bài gì? Nơi chết đi sầu. Hát nơi chết đi sầu coi. Bà nhảy hả? Rồi con lại mẹ luôn á, cộng đồng mạng nó chửi con nha mẹ ơi, con lại mẹ. Làm gì cũng nhớ là rồi nó nói mẹ của Lê Vũ Lâm không đó. Nhỏ này cũng vậy nha, em của Lê Vũ Lâm không à. Tôi có làm gì đâu. Con nhỏ này thì vợ của Lê Dương Bảo Lâm. Vợ của Lê Vũ Lâm gây tranh cãi. Em của Lê Vũ Lâm gây tranh cãi, mẹ của Lê Vũ Lâm gây tranh cãi. Bữa cái bán vé ngoài kia mặt nhăn nhăn nó quay lên thấy ghê chưa. Trời. Thôi nó tâm sự đi đừng có nói. Oan ức lắm mà. Thôi kệ. Kệ đi. Cái gì? Thôi kệ bỏ đi. Ừ. Kệ nó. Cấm gì? Cấm bãi. Đi, đi qua coi hoa hồng nè Quỳnh. Hoa hồng này anh mua ở ngoài Sapa. Bữa mọi người nhớ cái hoa hồng không? Hoa hồng trong mẹ nở với Quỳnh. Đẹp không? Đó, hoa hồng nè. Màu trắng hả? Chén gì? Dạ yeah, đẹp à, đẹp không mọi người? Đẹp ghê. Đi chở lên trên đi. Hai đứa này. Đây Liên Hậu. Wow, nước kìa. Tôi đi tắm luôn. Cái gì? Hai chiếc xe. Đi, chạy lên trên miếng nữa. Ê, cái cây nè. Cây đố em anh mua nhiều. Cây 2 triệu. Đâu? Đây nè. Cây gì vậy? Cây trống. Cây cây xanh này nè. Cây gì vậy? Gì? Cái làm gì? Mô nở đẹp lắm. Nè, má cứ mua. Mua nở chưa? Sắp nở. Mùa nó nóng quá vậy ta. Cây gì trời? Cái này hết hả? Mà bông gì? Bông gì? Bông gì? Đây một cây, đây kia một cây. Cây gì á? Bông gì? Từ ở Sa Pa đem về. Mà bông gì? Gì? Bông gì? Hồng bông hả? Gân. Bông gì mà mắc vậy? Đẹp lắm. Em thấy bông gì đâu? Em không đủ đẳng cấp đâu. Thôi đừng mua nữa nha. Sao vậy? Nhẹ như cái lỗ mũi nó chồng chồng lỗ mũi không? Mày, mày có điên không Quỳnh? Thôi nha, được rồi đó. Mua đồ la đồ la. Đi, vô. Ủa, Úc không về à? Thôi về thế mai còn sức đông mà. Cái gì? Chưa nữa, nãy giờ lâu chứ ta. Chưa đủ luôn à. Cái bài mọi người đi. Uống nước gì? Rồi sắp tới bán gì nói mọi người nghe. Em à. Chứ không lẽ ma. À em bán túi sách nè, em bán khoai lang nè, em bán áo khoác nè, những thứ những chị mà đang cần luôn, thật sự là ơi được cái cắt khúc này nha. Để nha. Đó em bán tất cả các thứ mà mọi người cần thì em đều có bán. Dạ, yeah, hãy tìm em. Dạ. Yeah. Bán gì mà dạ yeah đã vậy? Em Quỳnh Trang nha mấy chị nha, phải tìm em nha. Bye bye, bye Quỳnh. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah yeah yeah.